Rồi còn mấy cây thì sao đây? Mấy cây coi. Tên Tẹt National. Wow, cái con này bao nhiêu ngựa ta? Nó là gần 70 ngựa sao chứ? 67 hả? Vâng, 676 là 67 ngựa, không phải đâu. Phải. Con này nó cả gần cả 100 ngựa. Sáu mấy mà luôn. Hả? Sáu mấy. Sáu mấy gần cả 100 ngựa, nó lớn lắm. Chứ không phải đâu. Vâng. À, đây là bơm dầu tay của nó nè. Bơm dầu còn mới tinh. Ừ. Rồi cái thùng cái thờ mọt lốp liếc đồ này nọ còn ngon lành đúng không? Vâng, mâm đồ băng sơn zin luôn. Cái này cũng mới mua mấy tháng thôi. Dạ, mua cùng với mua sau cái mấy cuốc đó. Sau mấy cuốc luôn. Mua để chở cái mấy cuốc á mà. À, hộp số cầu đẩy luôn nè. Bên 4 thì ok. Số cầu đẩy luôn. Hộp số này hộp số gì ta? Số của thằng nào? Số này của Liên Xô. Cầu lớn lắp lớn ha. Dạ. Cầu lớn lắp lớn, cầu lớn ghê ta. Cầu này cầu mấy tấn? 8 tấn. Cái cầu nè. Cầu 8 tấn á. Cái cầu của xe 8 tấn. Vâng. Ồ, cầu lớn ghê luôn. Cầu lớn lắm. Y cầu Hyundai vậy. Coi cái thùng nó còn mới. Thùng mới mà cháu đóng thùng mới. Mua thùng mới luôn. À. Cháu đóng sẵn cho mua. À, thùng mới. Dày cui hả? Sách Mỹ rồi chứ. À, ừ. Bề ngang của thùng mấy mét? 2.2 m. Dài? Dài 3.6 m. 3.6 m còn cao? Cao cả be luôn là nhiêu? Cao này chắc cỡ 1.2 m, 1.3 m. Cái này cao dữ á. 1.5 m không chú? Đâu để coi từ sàn lên 2, 4, 6 khoảng 1.2 m. 1.2 m. Cái máy cày này giờ mình còn nổ máy được không? Ô chạy bình không? Chạy vào pha đâu? Nổ lên thử coi. Ben đồ luôn thử coi. Ben cái này ben xuống hả? Vâng. Hả? Để được mà, có sao đâu. Cái cây nhìn dễ sợ quá. Coi ừ. Đúng rồi, xin mới mua đây mà. 16.9. Ừ. Ừ, 16.9.30. Vỏ sau là 16.9.30. Cái vỏ chứ nhìn còn đã không? Dạ, còn vỏ trước là 7.50.16. Xích ra chỉnh. Bô đồ đẹp ha. Vâng. Xe quá đẹp. Này không còn xong chiếc gì hết. Bắt phải xong luôn. Đúng ra phải xong á. Rồi. Ôi da. Ôi da, chạy thì thôi chứ. Bao vượt lầy hả? Kinh thật. Quá dữ luôn. Máy đào thì lái không được chứ xe này thì bao ok. Tại vì anh tài xế xe tải mà. Hả? Anh này tài xế xe tải. Máy này là dạng tàu kéo rồi. Đẹp luôn. Ê, ê, đúng thùng, ê. Bên nhanh ha. Bên nhanh ha. Dạ. Bên nhanh. IT lớn mà ba khúc. Cái nhớt của nó lấy trong hộp số ra luôn hả? Dạ. À, bên 3 tầng. Tiên 3 tầng. Hộp số lớn dữ á. Cái dàn thang của nó dày nè. Dạ. Cái dàn thang của nó nhiều mà dày nè. Rồi cái hộp mà cái hộp chống đây nó làm cũng nói chung cũng chắc chắn. Tài là ngon á. Cái này mình đi đồng tốc với xe luôn hả? Nó đồng tốc luôn chú. À, đồng tốc. Mình hồi xưa nghề tài xế hả?
Xe vâng, tải hả? Xe tải. Anh chị thấy lái xe này ngon quá. Lấy đầu kéo được không? Cháu chưa có chạy đầu kéo, chưa tới bằng đó. À. Tại, hả? Chưa có chạy đầu kéo. À. Rồi coi phần động cơ là quá đẹp rồi đúng không? Vâng. Coi cô rang không? Hả? Cô rang luôn. Luôn. Mới lấy sâu của thằng mấy phút chắc là tháng mấy á. Cô nó có cái nắp hả? Xe rồi tem đóng rồi còn đầy đủ nước sinh viên để nhiều giờ chứ. Xe là tao chạy ít giờ ta 4,000 mấy à. Thế lái trợ lực bên đồ cơ hết ha. Vâng. Cô mắt xu mà đời này công nhận chắc nè. Cô sư đời này cô xu nhưng mà đời này chắc. Vậy. Chất lượng. Cô mắt xu á. Đẹp lên. Cái máy nó nổ rất là đều. Nó đều nghe nó ấm. Sao nghe cái tiếng gì nó bụp bụp vậy ta? Cái hút gió vô. Hút gió nó có bị nghẹt gì vậy? Hả? Gió có nghẹt không mà nghe tiếng ấm không? Ấm, em ý là cái máy nó chạy rất là đều. Nó tròn tua lắm, rất đều nhưng mà nghe. Thấy không nghe, em thấy nhịp nhịp à, cái bồ. À cái bồ, đúng rồi. Nó dội xuống cái là nó... À nó dội âm thanh xuống. Vâng. Nó rất là đều nha, cái máy mình thấy chạy rất là đều. Mình đẩy cái lúc nó nổ cái nó dội lên dội xuống. À máy chạy rất là đều. Đều mà nó êm lắm. Vâng. Êm mà sao nó nghe cái... Nghe tiếng bồ đó nó kêu. Nó nhảy bồ đó. Rồi biểu diễn cái hạ đi con này mình thôi hai con là bán chung hả anh? Dạ. Có bán riêng không? Riêng thì bán con mấy đào hả? Bán riêng chứ bán con mấy đào thôi. Nếu mà bán riêng là bán con mấy đào thôi. Vâng. Còn để mấy cây lại để mấy cây lại chỗ của mình. Còn nếu mà bán chung thì bán cái mấy cây á mình chạy được mình làm được, còn cái mấy đào mình không làm được bán đi. Bán chung là bán nguyên bộ luôn. Dạ. À rồi, hai cần hai cái bán luôn hai cái luôn. À là coi như hai con là mình lỗ mấy trăm triệu đúng không? Dạ. À rồi ok thôi chạy đi 676 chạy 676 đẹp National 676 số nó số cơ chứ không phải là số dầu nha. Cái con 676 mà con này số cơ chứ không phải số dầu nha. Vô số nghe cái rột phải không? Vô số nghe tiếng cái rột á. Ý biết rồi nhưng mà kêu cái rột có nghe số nó sạc cơ chứ không phải là số dầu. Không phải số nhớt. Ừ. Quá dữ. Ấm à. Thôi, tí hồi mình lấy số điện thoại mình gắn vô phần mô tả video ha. Dạ. Để cho thí dụ như có ai mua thì mình người ta sẽ bấm vào chữ xem thêm vào phần mô tả họ gọi. Dạ dạ. Rồi nếu mà sau này thí dụ như mình bán được rồi mà mình không muốn bán hoặc mình không muốn bán nữa thì gỡ số ra cho nó dễ. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, ok. À mình tên gì? Tên Dương. Dương hả? Dạ. À tên Dương. Máy đào đẹp quá, xe máy cày cũng ngon quá. Hai chiếc nói chung chiếc nào cũng ok. Hai chiếc cho mua chém chém cũ mà. À. Chém xem một tỏi đấy. À một tỏi. Xem một tỏi. Vâng. Mua xem một tỏi mà giờ bán có mấy xị à? Dạ. Hai chiếc bán con nữa. Vậy thôi. Lỗ nữa. Lỗ hết nữa. Chú đi qua nhiều chú không biết thì bao nhiêu giá trị của nó bao nhiêu chú biết thừa đi chứ. Đúng rồi, lỗ một nửa tiền luôn. Con này nó nhiêu mã lực mình quên à, không nhớ. Không, không có. Không có mấy cái này nó theo cái mã của châu Âu á. Nó in đẹp của châu Âu nhưng mà cô Matsu lắp ráp. Nói chung là nước sơn mâm đồ này nọ là mình thấy zin hết. Nước sơn về
sườn dè đồ này nọ là mình thấy zin hết nè, tem zin đồ luôn nè. Đó, lốc máy đồ đẹp, khô ráo, không có một cái chút gì. Cái bô nó phần ốc rồi. Một cầu thôi, phần ốc. Mà coi kỹ vậy chứ có mấy người á, họ coi họ còn cứ muốn coi Zalo. Dạ. Anh Zalo cho tôi xem, mệt lắm. À, mình quay kỹ vậy rồi. Vẫn cứ muốn Zalo với chụp hình. Không, mình nhìn như vậy là mình đã đánh giá được rồi chứ. Chụp hình thì hỏi chứ bây giờ thí dụ giờ cái thằng mà nó gian đi. Nó muốn chụp hình thì nó chụp cái mà cái màn hình của mình nó gửi tấm ảnh quá dễ, đúng không? Rồi. Chỉnh sửa. Quan trọng là thấy mặt người nè. Thí dụ như lúc mà đó mình coi Zalo là thấy mặt cái người bán là ok rồi. Là biết nó giống y trên phim rồi. Vâng. Chỉnh sửa mấy hồi. Còn cái thằng nào mà bán xe mà nói là camera bị hư, tôi không thể nào ấy được với không có quay để thấy mặt đồ được là mấy thằng đó mấy thằng xạo. Rồi. Quá đẹp. Quá ngon, thùng đồ mới. Thùng này mình mua mới luôn đúng không? Dạ. À, cái đóng mới luôn đó, đóng mới luôn. Không phải mình đóng mà mình mua á, mình mua người ta đóng mới, người ta dục ở đấy á. Đây nè, xe nhíp nhúng đồ này nọ còn mới tinh đó mà. Dạ. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo. Rồi mình bỏ số điện thoại trong đó ha. Vâng. Anh em được thì bộp thôi. Đây. Xoay ca TV đi quay đây. Cứ yên tâm. Rồi mấy đào mấy đồ anh coi kỹ rồi. Cầm riết đồ này nọ là không có lo gì rồi. Sơn xích đồ mới tinh, đẹp. Động cơ đồ mọi thứ là ok, sơn xích đồ bánh phôn đồ này nọ là còn tinh to tươm hết. Rồi khỏi phải lo vấn đề gì hết ha. Màu đen nó là gì? 5.500 kg, 5.500 kg. Có camera đồ. Rồi mến chào anh em nha.